Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, hôm nay thì em lên sóng gọi là thanh lý nhanh cho các con Omni của Sony có mã là V715. Đấy, con này thì size 36 sao vậy? Đây để em đo kích thước luôn. Đây, nó là size 35.5 này, gần 36 nhá. Đấy. Con này thì em thanh lý nhá, thanh lý theo giá chết cho các bác về nghiên cứu hoặc là lấy biến áp hoặc là lấy linh kiện, nói chung là về các bác kiểm tra xem còn sống cái gì thì lấy cái đấy, còn em đây chỉ biết bán thanh lý thôi. Đấy, hàng có thế nào về thì em quay thế. Đấy, tình trạng hàng nhà thì em không rõ đâu, tại vì là nhà em thì hàng cứ về ví dụ mà kiểm tra mà con nào bị cắm điện không lên là em sẽ để riêng góc đấy và có thời gian để em quay lên. Đấy, thì con này em chả biết là để bao lâu rồi, em chả nhớ nữa. Đấy, thế trong kho hôm nay vào em lấy đôi loa cho các bác khách hàng, thế là tiện thì em bê ra em thanh lý, em cắm không thấy lên em thanh lý luôn. Đấy, đây em cũng dây em vừa mới bỏ ra em cắm không thấy lên em thanh lý luôn. Đấy. Đấy, còn tình trạng nha thì tí em sẽ mở cái lắp ra em quay hết cho các bác chi tiết nhá, nó có thế nào thì em quay thế, có thế nào bán thế. Đấy. Con này thì công suất của nó là 92W này, công suất là 92W và sản xuất tại Nhật Bản nhá, Made in Japan nhá, Made in Japan này. Đấy. Công suất là 92W. Cầu loa đây, cầu loa cầu kẹp, còn đây là các cái đường cáp chắc phải lối thêm các thớt khác. Còn đây là các đường AV. Đấy, còn đây là hai cái ngõ 100 đầu ra. Đấy. Có chỉnh bát này, chép này, ba lăng này. Rồi các cái ngõ đầu vào như là ngõ tape, ngõ AUX này, ngõ tape, ngõ CD, ngõ tuner, ngõ follow này. Đấy. Equalizer này. Cái quay này, Sorup này, rồi volume. Đấy, thì bên em sẽ mở cái vỏ lắp ra em quay ruột bên trong cho các bác nhá. Đấy, đây các bác nhá, đây là cái phần nội thất của nó này. Đấy, ở đây thì có biến thế này, biến thế này thì em thấy cũng ghi là Made in Japan này. Đây, đấy, 100V là 49W này, 108VA này, đấy, cái mã là 1449 04411 Made in Japan nhé, hàng Made in Japan này. Đấy. Đây, có biến thế chính này. Đấy, rồi có bên cạnh này có một con biến thế tiếp theo bé bên nhỏ nhỏ này. Đấy, còn đây là tản nhiệt này. Đấy. Đấy, đây là hình thức tổng quan nhá, em sẽ quay chi tiết cho các bác, có cái gì thì em quay hết luôn. Đấy, thì cái con này em bán thanh lý nhá, thanh lý cho các bác nhá, về các vị các bác cần lấy linh kiện thì lấy nhá, hay lấy cáp đi ước thì lấy. Đấy, nhiều khi mình cần những cái cáp này này nhưng mà đi mua rất là khó đấy, bởi vì nó những cái dòng này thì rất là khó, thế nhưng mà ở đây lại rất là tiện nhá. Này các bác mua những con thanh lý này về các bác lấy cái cáp này rất là hay này. Đấy, này các bác kiểm tra xem cái con nguồn này còn ok không, ok thì các bác lấy con nguồn được. Đấy. Ở giá con này thanh lý nhá là 500 nghìn nhá, thanh lý cho các bác con Omni Sony có mã là V715, giá là 500 nhá. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trong qua cái số điện thoại là 0966 594581 nhé. Địa chỉ cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.